cổ này như một cái thùng phi. Cổ to nhỉ? Như một thùng phi. Nó gấp đôi cổ này, hơn cả gấp đôi. Nếu mà mình tiêm cái thuốc mà nó làm cho con trâu nó hiền ấy, là cổ không có đâu, không lên cổ đâu. Thế nên là nhiều người hỏi là có lên tiêm cái đó hay không, thì thật sự là đối với trâu đực cái thứ này thôi tiêm là gì, nó mới lên cổ được chứ, nó mới đẹp được chứ, bán mới có giá được. Đây những con này bắt đầu, bây giờ nó bắt đầu lên cổ này, cổ này u hết như thế này. Xin chào bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh HLT Channel. Thì các bác còn nhớ cái trại này không ạ? Trại này có một gần 1.000 gốc bưởi đó các bác. Thì hôm qua cũng hứa với các bác là hôm nay qua đây để review lại cái đàn trâu anh vừa vỗ được hơn 2 tháng rồi các bác. Đấy, đây các bác có thể thấy là bưởi hôm năm nay sai chĩu quả luôn. Đây các bác này, sai chĩu quả bưởi, bưởi diễn đây các bác. Sai lắm. Và đây, đây là cái chuồng trâu đây các bác. Thì chuồng này chia sẻ với bác là anh ấy cho cái lá cỏ bên dưới cái mái, thì vì vậy là chuồng cũng rất là mát các bác. Đây là dàn trâu sau hơn 2 tháng vô béo các bác nha. Các bác có thể đánh giá xem nó như thế nào. Và chương trình dinh dưỡng thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ luôn các bác. Đây, lấy cái cám đó là 9102 của Cargill đánh cho các bác. Đây có hơn chục con rồi các bác. Đây các bác có thể thấy là nhìn hoành tráng chưa ạ? Đầy hết rồi các bác. Con nào con đấy là bây giờ là nhìn nó như con tịnh rồi các bác ạ. Đây mới chỉ 2 tháng vỗ béo rồi các bác. Hoành tráng chưa? Các bác nhìn thấy có thể là thấy là nhìn con trâu, con nào con đấy nhìn hoành tráng chưa? Ôi, các bác nhìn này. Sau 2 tháng mà các bác nhìn nó khủng bố chưa ạ? Như cái dòng như thế này là phải 48 50 triệu, nhưng con như thế này, này các bác nhìn này. Kinh khủng chưa? Đây là tôi quay từ cao nhá các bác nhá. Nếu mà nhìn từ đằng sau nó thì nó còn kinh khủng hơn nữa. Thì bây giờ chia sẻ với bác là đối với chương trình dinh dưỡng đối với trại này á, rất là đơn giản thôi. Một đó là cái cám kia. Cái cám lợn đó 9102. Sau đó là lấy một ngày thì ăn rơi tầm khoảng 2-3 đến 4 cân này, cân cái cám này. Tiếp theo là khoảng 10 đến 15 cái bá bia. Đây bá bia đây các bác này. Cũng hết rồi đấy các bác này. Đấy cái tải bá bia này. Và tiếp theo là cho ăn cỏ thôi các bác. Cộng thêm là buổi tối thì mình sẽ cho ăn thêm cả rơm nữa. Thì rơm đây. Đó. Thì một ngày mình sẽ cho ăn 2 bữa, buổi sáng và buổi chiều tối. Buổi trưa thì mình chủ yếu là cho uống nước thôi. Đó. Thì các bác có thể thấy là nhìn con trâu khủng bố chưa bác? Khủng khủng chưa ạ? Khác một trời một vực so với lại cách đây hơn một tháng tôi vào đúng không ạ? Đàn này mới vỗ đi các bác nhé. Nhìn to, đều và đẹp. Nói chung là chín hết rồi các bác. Loại này là xuất được hết rồi đấy. Các bác nào có nhu cầu mua trâu thì các bác có thể liên hệ với tôi hoặc là anh Vương ở trên Đoan Hùng Phú Thọ các bác. Đây các bác nhìn đằng sau, từ đằng sau này hoành tráng chưa ạ? Mông má kinh chưa ạ? Đó. Đầy hết trâu rồi các bác. Ôi. Ôi. Cái này khả năng là tôi sẽ bảo anh ấy là phải làm cái dàn phun xương cho con trâu này thì nó sẽ mát hơn.
và buổi trưa thì mình bật cái dàn phun sương đó, con trâu nó sẽ mát hơn rất là nhiều. Đó, các bác có thể thấy là sau khoảng hơn 2 tháng vỗ, bắt đầu là anh ấy cũng mới nuôi trâu nha các bác, chứ không phải đó là anh ấy có kinh nghiệm gì đâu. Tất cả kỹ thuật mọi thứ là đều phải tự học hỏi hết và tự làm hết các bác. Chuồng trại thì tận dụng từ chuồng lợn, thiết kế lại từ chuồng lợn thôi các bác, chứ không phải là mình làm mới. Thế vì vậy là chia sẻ với bác là chắc chắn là cái giá thành để làm cái chuồng này nó rất là hợp lý rồi các bác. Cỏ thì cứ băm ra cho trâu thôi, cỏ thì rất là nhiều các bác. Em vào nhà anh Tuần buổi trưa nhỉ? Hôm nọ trước cách đây hơn tháng em vào buổi trưa. Vào buổi trưa. Cho nước cho nó uống đi anh trai. Ngày quên ngủ quên mất không bật quạt. Hết này không có nằm hết đấy. Nó mát rồi nó nằm nó. Mát nó nằm. Nóng ấy. Anh thấy đấy, sau hơn 2 tháng vỗ béo đấy. Anh, khi mình bắt đầu làm như thế này á, là có gặp vấn đề gì không? Thường gặp vấn đề gì không? Bệnh cả đá. Vâng. Bệnh cả chỉ chưa chẳng là trâu này, chỉ đúng không thể gì cả. Không có vấn đề gì luôn. Không có một cái gì. Nó có cái gì thường hay gặp không? Thực tế là không thấy gặp cái gì. Không, tức là từ lúc bắt đầu nuôi đến giờ là không gặp một cái trường hợp gì đâu. Trâu bò bệnh tật thì chẳng thấy. Dạ. Nhưng cái này là anh làm phòng thuốc rồi, vaccine mọi thứ là đầy đủ đúng không? Hôm nọ em còn lên em tiêm cả cái ghẻ giận run nhỉ? Cái máy đấy thì nói chung là không nổi ít. Chứng tỏ là anh bắt cái dàn trâu này cũng to ấy chứ nhỉ? Con này lên nhanh ác nhỉ anh nhỉ? Cổ này chứ. Hai tháng rồi, con này mới nuôi được 2 tháng đấy à? Nhìn lưng nó phè phè này mà cổ mẹ nhìn sợ không? Vâng. Mà 2 tháng này nhìn nó lên sợ không? Hoành tráng không? Ăn tốt lắm. Tốt. Bán hết chứ em. Bán hết. Đấy bác nào mà mua trâu alo anh Vương nhá. Bởi vì là anh là giống tên một cái ông hôm nọ em đưa đi ấy đấy, đưa đi mua trâu ấy. Không phải đâu. Tên là Vương hay là Vương, nói chung là cái phạm vi cũng gần gần thế. Hôm nay anh bảo em rồi đấy, để bảo tay đấy là không phải tên là Vương đâu. Anh ấy đổ bơm nước đây cho nó uống đi. Ừ. Nóng nóng, bơm nước luôn đi anh ấy, quét cái này đi. À? Quét cỏ đi. Nhỏ quá nhỉ. Bơm nước cho nó uống đi, mùa nóng này em bảo rồi. Con này con bé nhưng mà. Châu be đấy, đây toàn đây là những con này, châu này, châu be này. Ngáy dưới anh em đây em hỏi. Mua lúc ngày 26 triệu. Con này chú nuôi lâu chưa? 3 tháng. Lên ác chưa? Lên nhanh chứ chú. Mua lúc 25 triệu mà 3 tháng này lên. Thế là chú chưa gặp đúng người thôi. Chú gặp đúng người tư vấn thì nó khác biệt hoàn toàn. Con này lên nhanh dã man thật đấy. Con trâu này, nhìn cái cổ của nó mẹ, nhìn xuống không? Nhìn cái rãnh lưng. Rãnh lưng nó ghê nhỉ. Cái rãnh lưng nó cổ, nhiều cái rãnh như cổ nước trong chảy. Đổ nước. Anh ơi làm cái dàn phun xương đi anh trai. Làm phun xương, dàn phun xương đi. Bảo anh làm phun xương. Thế nhưng mà mình bảo là nhà mình chuyện nước dưới nhiều nhưng mà cũng làm phun xương. Nó nhàn. Nó nhàn. Đỡ phải quạt. Cái này là lên tận dụng mà em, quan trọng gì đâu. Chuồng lợn mà. Có phải làm mới đâu.
làm tận dụng thế thôi. Bây giờ các ông mẹ xây 40-50 triệu thôi, xây 20 triệu rồi hả? Tận... đấy 60-70 triệu đâu phải đơn giản đâu. À, nóng này anh này, nóng anh ấy. Hoành tráng. Đây, cần gì đi đâu xa đúng không? Con này châu cái, châu cái. Châu cái đấy. Châu cái nhìn nó béo không? Nó như có chửa anh trai nhỉ? Anh đóng, đóng lắp chưa anh? Ông anh xịt rửa qua đó. Anh xịt rửa qua đó. Đấy, các bác buổi trưa các bác để ý là thứ nhất là các bác có thể là lắp cái quạt thì chắc chắn phải có rồi. Quạt để cho con trâu nó mát. Thứ hai là bây giờ mình phải lắp thêm nó là cái dàn phun sương nữa. Và buổi trưa thì nếu nhà nào bác nào mà không có máng tự động thì các bác phải bơm nước vào trong cái máng này cho nó uống nước này. Buổi trưa tốt nhất là nếu mà được các bác là cho uống thêm điện giải nữa. Hòa thêm điện giải ấy, cho uống nó càng tốt đó. Bây giờ là 2 giờ chiều. Được cái chỗ nhà anh ở đây nó cũng mát. Nó cũng không nóng như những cái trại khác. Con này về mẹ lúc đầu tiêm khó này. Con này vẫn phòng thủ nhau vẫn. Bây giờ nó hiền chưa anh? Hiền lắm. Hiền rồi à? Thuần rồi đấy. Ngày xưa là nhìn thấy người là sợ. Như ngày xưa tao tiêm mày đấy. Con này bị làm sao anh hỏi? Không tiêm vaccine gì? Tiêm thuốc với vaccine này. Vaccine phòng bệnh. Ngày xưa tao tiêm mày đấy. Sợ à? Không 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 tiêm đâu, không tiêm không lo, không lo không lo. Yeah. Không sao không nhỉ? Con này được 7-8 tạ thôi. Cầm trâu giờ loại trâu này khó cầm lắm. Khó cầm. Trâu... đúng rồi. Vẹt móng luôn, con này đi vẹt móng luôn. Nhưng mà thực sự là đấy. Nhìn... còn móng lên mà, mọn móng luôn. Đóng móng rồi. À, nó đóng móng rồi. Tròn vo luôn, tròn như quả sim luôn. Cái này mới chỉ được khoảng 8 điểm thôi, 8 trên 10 điểm thôi. Còn khi nào nó phải tròn nữa cơ. Nhưng mà như con này là xuất được rồi. Nói chung là những con mà đạt rơi tầm 8 điểm trở lên như thế này là bán được rồi. Ông về làm mấy cái to là thích mấy cái to rồi đúng không? À. Thích mấy cái to trước bán. À. Bán được nhiều cá luôn ha. Thế á? Chưa chưa ăn uống. 2 tháng. 2 tháng bây giờ một ngày là ăn đến 50.000 không anh? À. 2 triệu một con một tháng. À. À. Tháng đầu mất 1,5 triệu. Hai triệu thì tính ra là chia rồi, thế thì tính ra đã bao nhiêu đâu? Làm... đúng rồi, thế khoảng 70.000 à? 7,3,21. Tháng thứ hai. Vâng. Không tùy, bởi vì là những con nhỏ thì nó ăn ít, còn những con to như kia thì nó ăn nhiều. Vâng. Nó bắt như nhau mà. Nó bắt như nhau hết. Trắng với đen như nhau hết. Ngoan hiền nhỉ. Cổ to nhỉ. Nếu mà mình tiêm cái thuốc mà nó làm cho con trâu nó hiền ấy là cổ nó không có đâu, không lên cổ đâu. Thế là nhiều người hỏi là có nên tiêm cái đó hay không, thì
Tôi sợ là đối với trâu đực các thứ này thôi tiêm là gì. Nó mới lên cổ được chứ, nó mới đẹp được chứ. Bán mới có giá được. Đây những con này bắt đầu, bây giờ nó bắt đầu lên cổ này. Cổ này u hết như thế này. Dạ, không những con kia là con trâu cái hoặc là nó chưa. Vâng. Vâng. Con này lúc bắt nó 41 triệu. Con này nhìn ở trên này, bác nhìn trên này nó dày mình lắm, không phải đấy đâu. Nó dày mình lắm. Thịt thế là cái này là cân lên chẳng biết thế nào mà lần đâu. Như con này là trâu cái đúng không? Đấy, con này thì đầu tiên là đến khoảng 11 con trâu cái. À. Đi tàu. Bán này nhiều, khách cứ bán cho con bán. Đây các bác có thể thấy là vỗ trâu rất là dễ luôn. Trồng được cỏ xong bắt đầu là chuẩn bị được ba bia. À, mua cám về cho ăn thế thôi. Con to to với khoảng tầm bao nhiêu tiền thì con nào con đang tầm tầm những con to to đấy con này nọ giảm 60 đấy 51 triệu 51 triệu con kia giảm 53 triệu 53 triệu khoảng bốn mươi anh nhà chứ đây chỉ có bên này sao lỗ uống nước 45 triệu 450 triệu đấy đang rồi con nọ 45 đấy 45 triệu dạ mời con này kiếm 450 triệu bây giờ có thịt nhà không thịt chưa dạ bàn cho ăn. Đấy cám lấy loại cám này cho ăn này. Đây. Của em à? Ừ. Lấy loại cám này cho ăn 20 50 đó. Giá là hợp lý thôi mà, có đắt không? Thế 22 khoảng chắc là 200 mấy. Ừ. 250. Nhưng mà quan trọng là nó chất lượng. Đấy, xịt sạch. Giờ quả em nó tất như này kìa. Thì lúc đấy là thành có tiền rồi. Chú phải lùi 1 năm. Đâu 7-8 tháng 1 năm. Lâu phết đấy. Có 4 con em nhìn hơn rồi. Chắc phải 5 tháng. Không có cái loạt trước mình trông lớn phết đấy. Có mỗi 2 con lúc em bỏ anh không ạ? 2 con đấy là chẳng. Anh làm cái này hơi vất nhỉ? Hơi vất. Làm bán tự uống. Mà ở nhà không biết là có cho trâu uống nước đây mà khát chết đấy. Vợ em khó không? Em đi đưa vợ em phải chạy. Ba bia rơi tầm khoảng 10-15 cân một con. Tầm 15 nữa. Vâng. Tầm 15 nữa con. Vâng. Đây các bác để ý là một ngày con trâu nó uống rất là nhiều nước, rơi tầm khoảng 450 lít nước ạ. Như vậy là mình phải bổ sung cái nước này cho con trâu nó uống. Mát, thoải mái. Nhà được mà cái nước này tha hồ nước bơm luôn. Nước bơm này 2 tiếng hồ nữa. Nước này dưới nào anh nhỉ? Dưới nào? Nước qua được bơm chậm lắm. Nước này cháu 20 tiếng. À, hơn 2 tiếng, 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 hơn 2 tiếng